Rồi, hello các bác. Chào các bác quay trở lại với kênh Hải Long Shop Linh Kiện DIY. Thì hôm nay em tiếp tục lên video cho các bác. Hôm nay thì em làm cái video ngắn ngắn thôi. Về ly giữ nhiệt, uống cà phê, uống bia ha. Cho các bác. Đợt này thì em mới về được 5-700 kg. Thì hôm bữa em đã nói rồi đấy. Hôm nay em mới soạn phân mã rồi phân theo màu ra cho các bác ha. Thì cái này thì em đã phân được ra màu rồi. Đó, theo cột cái kìa. Thì các bác có thể chọn được màu ha. Ở đây màu thì nó khoảng 7-8 màu gì đó. Thì nó có mẫu 350ml rồi mẫu 450ml. Hàng nguyên hộp, chưa có sử dụng, ngoại hình thì còn khoảng 95-97%. Thì có thể là một số cái nó có một vài vết xước nhỏ nhỏ nhé. Thì ngoại hình thì 95-97% và hàng thì chưa qua sử dụng nhé. Thì các bác có thể coi qua. Như đây này, đây là mẫu 450ml. Ở đây thì nó sẽ có những cái màu như vậy, màu xanh này, màu tím này, màu hồng này, màu này màu rainbow này, mẫu này màu mới này, cái màu này màu mới này, màu xanh, màu này có màu xám xi măng này, màu vàng này, màu đen này, rồi màu xanh này, rồi có cái màu hồng loại mới này, đó, rồi màu trắng này. Ba cái màu trắng, nói chung là mẫu thì nó cứ khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mẫu. Thì lựa 10 cái 10 mẫu cho các bác thoải mái ha. Đó thì trên kia thì số lượng thì cứ khoảng tầm 500 ly thôi. Nếu mà mẫu 450ml này có khoảng tầm 500 ly. Đó, hàng em đã phân loại màu mã ở trên kia rồi ha. Còn đây thì hôm nay có một ít hàng ly xước nhé. Hàng ly xước tí nữa em sẽ báo giá cho các bác nhé. Nói là thực ra nói là xước nhưng mà nó ngoại hình nó phải tầm đến 90% vì do cái vỏ hộp nó bị vỡ nên em bỏ ra đấy, chứ thực ra thì nó cũng không có bị ấy nhiều. Này các bác nhìn này. Đó. Do là cái vỏ hộp nó bị vỡ nên em bỏ ra luôn, thì tính bán ly xước thì giảm đi cho các bác ha. Còn đây như ở dưới này. Dưới này là cái mẫu 350ml nhá. Thì 350ml thì nó sẽ có màu trắng có viền này, màu đen có viền này, rồi màu hồng này, màu vàng này, màu đỏ này, rồi màu xanh chuối này. Thì có màu đen đen không viền này, rồi trắng không viền này, với có ba cái mẫu. Cái mẫu này này là 350ml, nó giống như cái mẫu 450 nhưng mà nó ngắn hơn một xíu. Dung tích của nó có 350ml và là chỉ có cái này thì chỉ có khoảng tầm ba mấy cái này. Mẫu này chỉ còn có ba mấy cái này. Giống y hệt mẫu 450ml nhưng mà nó lùn hơn một chút nhé. Thì cái mẫu này nó chỉ có ba mươi mấy cái. Đây xong bây giờ em báo giá cho các bác ha. Thì mẫu này thì nó cũng chỉ có khoảng tầm 500-700 cái gì đó thôi. Thì bán cho các bác từ giờ đến Tết là hết rồi. Đó, bữa giờ là lấy mấy trăm ký là hẹn bên kia người ta gửi về đến cả tháng trời nó mới về đó ha. Thì giá cả đợt này thì cũng ok thôi, tranh thủ làm video cho các bác mua trước Tết, thì cũng gần Tết là nhiều hàng khác nó về nó buôn bán nó cũng khó nữa, gửi hàng đi nó cũng khó nữa. Đó, màu thì đã phân hết ra đây cho các bác rồi, các bác có thể lựa màu ha. Và cái mẫu này là mẫu 350ml thì có màu, mấy cái màu đó em quay cho các bác coi rồi ha. Rồi trên đây em phân loại màu rồi. Đó, từ giờ đến Tết coi như nó sẽ không về được cái lô ly nào nữa. Bây giờ thì nó chỉ còn về 350ml với cả 450ml thôi. Ly cà phê hết rồi. Ly cà phê đâu còn một cái này. Còn một cái này nó bị móp. Móp xíu. Còn mới tinh. Móp xíu nhưng mà không ảnh hưởng gì. Rồi. Ok, thì cái này mấy cái ly này á thì công dụng của nó là gì thì nói lại một số bác không biết đâu. Một số bác thì xài qua 1-2 năm nay nó mới có mấy cái mẫu ly như này của Nhật nó về thì các bác xài qua rồi thì các bác mới biết. Một số bác thì không biết ly này nó công dụng gì đâu. Đầu tiên á, ly này á là nó sẽ giữ được nhiệt, là giữ nóng và cả giữ lạnh nữa. Khi mà nó giữ lạnh á thì cái bên ngoài của nó không bị toát mồ hôi ha, và nó giữ lạnh rất là lâu. Nếu như các bác cho đá vào đây, em bao cho các bác để từ sáng tới khoảng 2-3 giờ chiều đá vẫn còn ha.
các bác cứ cho đá vào xong các bác cứ để, và nó không bị toát mồ hôi, nó không bị chảy nước ra ngoài giống như mấy cái ly nhựa hoặc là ly mủ á. Các bác uống đá thì nó sẽ bị toát cái mồ hôi, là nước nó sẽ chảy ra bàn, nhưng mà uống bằng mấy cái ly này á thì không. Thứ hai á, nó giữ lạnh nó rất là tốt, giữ đá rất là tốt ha. Mình uống cà phê này, uống bia này, uống nước ngọt các thứ thì nó cái vị nó rất là ngon, và thứ hai nữa là nó giữ được lâu và nó lạnh ha. Thì hàng này của Nhật thì khỏi phải nói rồi, một nếu mà tính ra tiền tiền Việt ấy, một cái ly này thì cái này nó bán tới 1.500 yên này ha. Đó, nó bán tới 1.500 yên một ly thì nó vào khoảng 300.000 một ly, tính ra tiền Việt là 300.000 một ly này đó. 1.500 yên này đó. Hàng này thì nó là hàng thanh lý của bên siêu thị Nhật nhé. Rồi cái này thì dung tích là 450ml nhá, 450ml thì có những cái màu như này ha. Số lượng thì còn khoảng tầm hơn 500 cái đó. Thì các bác có thể chọn màu, chọn một màu cũng được, hoặc là lấy lộn xộn nhiều màu này cũng được ha. Thích lấy màu nào thì chụp hình màu, hoặc là lót cái màu như thế nào thì nó cho em để em còn biết em lấy ha. Đó thì ở đây em báo giá luôn nhá. Đây có ghi ra đây rồi. Các bác mua lẻ là 65.000 một chiếc nhá. Đợt này giá nó còn ok. Các bác mua lẻ là 65.000 một chiếc. Các bác lấy combo từ 10 chiếc trở lên nhé. Combo từ 10 chiếc trở lên thì còn 60.000 một chiếc. Vậy là combo 10 chiếc là 600.000 và em bao ship luôn nha. Đó. Combo 10 chiếc thì 600.000 bao ship. Cứ chiếc thứ 10 trở lên thì cứ tính 10.000 một chiếc. À 60.000 một chiếc nha. Vậy thôi. Còn em bao ship ha. Thì ngoại hình cái tất cả cái này thì nó chưa có sử dụng nhá. Ngoại hình thì còn khoảng 95-97% đấy. Một số cái nó sẽ có cái vết xước nhỏ nhỏ do nó ở cái cạnh hộp, các bạn thấy không? Có mấy cái cạnh hộp này nó sẽ bị cứa vào cái sơn này thôi ha. Nó còn ngoại hình thì 95-97%, không dám nói 100% vì hàng này nó chưa có sử dụng, nhưng mà trong quá trình vận chuyển rồi hộp nó bị mà cứa rồi này kia thì nó sẽ có vết bụi rồi bẩn gì đó, thì các bác về các bác lau chùi đi nhé. Thì em chỉ nói là ngoại hình 95-97% thôi. Vì hàng này tất cả của nó là hàng thanh lý chưa qua sử dụng. Nhưng mà mới 100% thì không dám nói, vì một số bác mua xong rồi các bác thấy có một vài vết đây thì các bác la ầm lên, vì hàng trước khi như thế nào á. Trên video hàng nó như thế nào thì em đã nói rõ rồi. Là hàng 95-97% thì nói sao mà nó không có một vết nào được nhá. Đó. Ok ha, thì ở đây là cái mẫu 450ml nhá, thì có khoảng 10 màu. Thì các bác lấy mỗi màu một chiếc cũng được, hoặc lấy một màu cũng được nha. Đó. Chứ là năm 2 cái mẫu này là nó mới về năm 2021. Tết năm 2021 một cái ly 450ml này bán tới 85.000 một cái. Các bác có thể coi những cái video cũ của bên shop á. Một cái ly này năm ngoái 2021 là bán tới 85.000 một cái. Sang năm này thì 2022 thì nó về nhiều rồi ha. Rồi số lượng nhiều, nhập anh em nó nhập về được nhiều rồi thì giá nó sẽ rẻ hơn ha. Và những cái lô như này là gọi là lô cuối để chuẩn bị chào Tết rồi, chứ gần Tết bây giờ là nó sẽ không có về được nữa. Vì đi tàu mà đi công từ Nhật Bản về tới Việt Nam mình còn thông qua các thứ, nó phải vào khoảng 2 tới 3 tháng nó mới về tới nha. Về công mà công hàng nó về được tới Việt Nam, về cảng rồi lại còn phải làm thủ tục thông quan nữa, chứ đâu có phải là cứ muốn nhập về là có đâu. Rồi ha. Đây cái mẫu này 450ml nhá. Đó. Rồi xuống cái mẫu này đi. Mẫu này là 350ml ha. Rồi thì đây là cái mẫu 350ml nhá. Thì có những cái màu như vậy ha. Màu trắng có viền này, đầu tua này, màu đen có viền, đầu tua này. Màu đen không viền này, màu trắng không viền này. Rồi màu hồng này, màu vàng này, màu đỏ này, rồi màu xanh chuối này. Rồi cái mẫu này này, cái mẫu này nó giống như cái mẫu 350 giống như 450ml á. Nhưng dung tích nó chỉ có 350ml và nó chỉ có khoảng 30 mấy cái thôi nhá. Đó. Đâu, không khai em ghi giá vào đây thì báo giá luôn cho các bác. Có cái ghi giá em để đâu rồi? Đâu ta? Có cái em ghi giá rồi cơ.
đâu đây này, đây đã đây này đấy ha. Đó thì cái mẫu này các bác cũng có thể chọn màu được nhé, chọn nhiều cái nhiều màu ha, 10 cái thì được khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 màu ha, 8 màu. Thì mẫu này thì có khoảng ba mấy cái, mẫu này thì chỉ nhận đơn từ 10 cái nhé, có ba mấy 40 cái thì mẫu này thì chỉ nhận đơn 10 cái nhé. Mẫu này 350ml này, loại 350ml ly có viền này ha. Nó gọi là cái cúp coffee này ha. Nó chỉ có 3 màu, màu trắng, màu xám với màu xanh này ha. Rồi giờ em báo giá cho các bác nhé. Đây, 350ml, các bác mua lẻ là 60.000 một ly ha. Các bác lấy combo từ 10 ly trở lên nhé thì sẽ còn là 550.000 và em bao ship ha. Cứ lấy từ 10 ly trở lên thì còn 55.000 một ly và được bao ship nha. Ngoại hình thì cũng chỉ còn 95-97% nha. Cái vỏ hộp này thì nó bị xước thôi, chứ còn bên trong thì nó không còn à. Vì cái hộp này thì còn nguyên này đó. Có thì chỉ có bụi ở bên trong này thôi ha. Ngoại hình thì 95-97%. Hàng thanh lý của bên siêu thị Nhật Bản, chưa qua sử dụng nhé, nguyên hộp á. Okay, ha. Trong nó có bụi thì các bác lau chùi đi giúp em nhé. Thì có những cái màu như vậy. Cái này 350ml thì các bác uống cà phê này, uống bia này, uống nước ngọt này ha. Nếu mà uống bia các bác cho đá vào một lon bia 330ml các bác rót làm 2 lần. Còn nếu mà không cho đá, một lon bia các bác rót đầy một ly này các bác uống nhé. Rồi, đây là mẫu 350ml nhé. Còn riêng với cái mẫu này này, mẫu 350ml cái mẫu này này, mẫu có chữ S này ha, thì có 30 mấy cái thôi, nên cái này em chỉ có nhận đơn là từ 10 cái trở lên nhé. Đó, cái này nó có 30 mấy cái thôi nên nhận đơn từ 10 cái trở lên nhé. Còn cái mẫu kia thì các bác thích lấy bao nhiêu cái các bác lấy. Còn cái mẫu này là nhận đơn combo từ 10 cái, lẻ 1-2 cái không nhận nhé. Vì nó có mấy cái, có 3 mấy cái sản ra thấy có 30 cái nhé. Còn loại này thì các bác thích lấy lẻ bao nhiêu cái cũng được, hoặc ở đấy theo kiểu combo 10 cái ha. Rồi, và tiếp theo là mấy cái ly này. Ly này ha. Ly này thì nó là cái ly mà vỏ hộp nó bị rách nên em bỏ ra đây. Ngoại hình thì còn khoảng 90% nhé. Thì nó gọi là ly xước đi ha. Ly mất hộp đi. Cái này gọi là ly mất hộp, ly xước nhé. Ở đây nó sẽ có cái mẫu Coloman này. Đó. Thì ngoại hình nó còn khoảng 90%, nếu mất hộp thì nó bị xước rồi này. Có cái bị nhiều, có cái bị ít nhá, như con này. Đó, bị ở đây này, đó. Ngoại hình thì chưa qua sử dụng nhá. Vỏ hộp nó bị rách, nói chung là ngoại hình thì còn 90% là vứt hộp ra này nó cũng bị xước rồi này. Đó, thì ở đây nó sẽ có màu đen, màu trắng, màu xanh. Nhưng mà cái này màu đen là nhiều, cái này thì sẽ lấy ấn lộn cho các bác nhé. Cái này mẫu này là 450ml Coloman ha. Thì mẫu này á sẽ bán cho các bác với giá là 550.000 10 chiếc bao ship nhé. Mẫu này lấy cái này bán combo 10 chiếc nhé, Coloman này. Các bác lấy mẫu này thì các bác kêu ly xước nhé. Loại này thì ly cao, dòng ly cao Coloman ha. Combo 10 chiếc là 550.000 em bao ship nhá. Chỗ này thì có khoảng ba mấy cái này. Đây, 1 2 3 6 chồng rồi này thì có khoảng ba mấy cái đấy nhá. Đó là ly xước, gọi là ly xước Coloman đi ha. Dung tích là 450ml. Ly này sẽ bán cho các bác là combo 10 chiếc nhận, combo 10 chiếc trở lên nhá, lẻ 1 2 cái không nhận. 10 chiếc là 550.000 em bao ship nhá. Rồi tiếp theo sang cái mẫu này. Cái mẫu này là 450ml ha. Nhưng mà nó bị rách vỏ hộp rồi nhé. Thì cũng gọi là ly xước luôn nhé. Ly xước 450ml. Thì cái ly này á thì cũng chưa qua sử dụng. Hàng cũng chưa qua sử dụng. Nó chỉ bị mất hộp thôi. Để lấy cái này đi. Đó. Hàng tất cả là hàng chưa qua sử dụng ha. Về các bác rửa lau chùi đi là loại này thì rẻ hơn được mấy chục ngàn. Đó. Loại này... da màu ngẫu nhiên nhé, cái này nó chỉ có mấy màu thôi.
nên em sẽ ra màu ngẫu nhiên chỗ này thì cỡ khoảng tầm 6-70 ly thôi à. Mẫu này này, đó có mấy chồng, là mỗi chồng khoảng 10 cái thì có 6-70 ly thôi nhá. Thì mẫu này á sẽ là 550.000 cũng 10 cái bao ship nhá. Cái này thì cũng chỉ nhận đơn từ 10 cái, ly là ly xước sẽ nhận đơn 10 cái trở lên nhé. Nói là ly xước thôi chứ ngoại hình còn 90% á. Cái vỏ hộp nó bị mất rồi nên nó cũng sẽ bị vết á. Bỏ ra là bị cái hộp lọ nó cứa hộp kia nó sẽ bị vết ha. Ngoại hình thì toàn ly ly đẹp á. Như cái này thì có xước mấy đâu nè. Vứt ra thì kiểu ly xước. Nó bị rách cái hộp nên nó bị xước xước xíu này. Nói chung là có cái lọ có cái kia nhé, có cái đẹp, có cái thì xước ít hay xước nhiều. Về các bác lau đi là cũng hết vết luôn, hàng đẹp. Thì nó chỉ có khoảng 6-70 cái đây nhá, cũng nhận combo từ 10 cái. Cái mẫu xước này thì đồng giá là 550.000, 10 cái bao ship nhá, đều dung tích là 450 ml. Thì có cái mẫu lemon này, coleman này, hoặc là mấy cái mẫu kia nhá. Đó, thì các bác lấy mẫu nào các bác lấy nhá. Rồi tiếp theo mẫu này đây ha, mẫu này là dung tích 550 ml đây này, còn có mấy cái thôi nhá, còn có khoảng chục cái. 500 ml này, 500 ml này ha. Còn hộp ấy, nhưng mà ngoại hình nó cũng chỉ còn khoảng cái này nó mất hộp thì nó xước nhiều này. Cái này còn hộp thì ngoại hình khoảng tầm 90%, 95% rồi ha. Đó. Đây thì 500 ml thì các bác uống cà phê này, uống nước ngọt này, uống đá các thứ là ngon lành rồi ha. Thì cái mẫu là 500 ml này ấy, thì giá là 650.000, 10 chiếc bao ship nhá. Thì nó chỉ còn có mười mấy cái, 10 cái này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Với cái này nữa là 11 cái ha. Ok. Combo 10 cái là 650.000 em bao ship nhá. Dung tích là 500 ml nhá. Đó thì cái này nó có thêm một cái nắp này nữa này. Các bác thích thì các bác để lại, thì bác cho chai nước ngọt vào đây là nó dùng cái nắp này. Không các bác tháo ra. Dùng một cái chai này ha. Ok ha. Rồi thì em cũng xin dừng cái video tại đây ha. Bác nào mà ưng ly, các bác ưng cái mẫu nào thì các bác có thể chọn màu, chọn mẫu, chọn mã ha. Có mẫu 350 ml, có mẫu 450 ml, rồi có mẫu mấy cái mẫu ly xước kia nữa nha. Đó, còn cái bình này bình cà phê này, bình thủy là, nhưng bình này xước nhiều này, còn 1-2 cái à. Bình này còn 1-2 cái, bình nó có nắp, còn 1-2 cái gì đó. Cái này còn 2 cái để bán cho các bác giá hữu nghị 60.000 một cái nha. 60k một cái, bình giữ nhiệt này 670 ml nha. Bị xước nhiều. 60.000 một cái nha. Còn 2 cái, một cái đen một cái trắng. Rồi, thì em cũng xin dừng cái video tại đây ha. Thì các bác có thể các bác nào mà chưa có đăng ký kênh á thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em ha, cũng như là nhấn nút chuông để nhận những cái thông báo mới nhất của shop ha. Thì đợt này từ giờ đến Tết thì hàng họ nó cũng về nhiều á. Thì bác đăng ký có để theo dõi video ha. Rồi. Đó, ly thì chỗ này còn khoảng mỗi mẫu thì còn khoảng tầm 5-700 cái, còn hơn 1000 cái thì cũng đủ phục vụ cho các bác ăn Tết rồi. Ha. Màu mã, mẫu mã thì phân hết ra rồi nhá. Đây là 450 ml này. Dưới kia là 350 ml này ha. Đó, tranh thủ quay video chứ không là mai các bác gọi lại bận nhé. Rồi em xin dừng cái video tại đây ạ.